vân các bác ạ, vân của bộ sản phẩm này thì đẹp vô cùng các bác ạ. Toàn bộ là hàng chọn vân thôi, gỗ đổ ỏn đều rực. Mẫu mới nhất của bên cơ sở anh em, mẫu mới nhất năm 2022 các bác nhá, đục đẽo tinh xảo. Vâng, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Sửa Gỗ Gia Khốc. Và ngày hôm nay thì em Biện muốn giới thiệu đến các bác một siêu phẩm mẫu Louis Hoàng Gia, mẫu mới nhất năm 2022. Bên em vừa mới dựng mộc xong một lô, bao gồm là 4 bộ. Đấy, thì bộ sản phẩm này bên em trước khi đi vào bên trong, báo thông số lẫn chi tiết và cả giá thành của bộ sản phẩm này, các bác ấy bỏ ra khoảng 10 phút để cùng với em đi vào bên trong cái sản phẩm này nhá các bác nhá. Thì bộ sản phẩm này với cơ sở như em làm bao gồm là 6 món, gồm là lớn này, hai ghế con, một bàn lớn và một đôn kẹp bàn, và cuối cùng là một chiếc đôn thấp. Bộ sản phẩm này thì với cơ sở như em làm theo thông số là hàng đặt, hàng VIP. Các bác cùng lại gần với em đi về chiếc đoạn dài này. Đoạn dài các bác nhìn xem này, hàng toàn bộ là hàng chọn gỗ, trương liền khối dày 10 phân. Vách với cơ sở như em dày là 3 phân, mặt ván dày 2 và khuôn tranh dày 4, đây là quy cách. Thì trương thì bên cơ sở nhà em đục là hoa là tây và chạm khắc hoa hồng, mẫu mới nhất bên cơ sở nhà em các bác. Trương liền khối dày 10 phân và hàng được làm chất liệu hương đá đỏ các bác nhá. Vân veo tuyển chọn gỗ đều vắt. Trương em đục đúng theo kiểu dáng tân cổ điển các bác. Mẫu này là mẫu mới của nhà em các bác nhá. Và chiều dài của cái đoạn dài em làm là dài 2m60. Chiều sâu là 80 và chiều cao là 1m50 các bác. Đây là em vừa mới tưới qua một lớp nước để cho các bác nhìn xem vân thực tế và gỗ khi mà hoàn thiện lên các bác nhá. Vân veo thì cực kỳ đẹp. Vách bên cơ sở như em cũng làm xẻ nguyên một tấm và làm dày là 3 phân. Đấy, cực kỳ dày. Hàng chọn vân đẹp vô cùng các bác ạ. Vân veo thì siêu tuyển các bác. Giữa vách em cũng đục là hoa là tây. Tay thì toàn bộ là tay đặc này. Toàn bộ em làm tay đặc. Đây. Tay đặc xẻ nguyên một khối và chiều cao tay đặc thì em làm là cao tận 30 các bác nhá. Em làm rất là cao. Mặt ván này các bác nhìn xem này. Cái ván mặt này bên cơ sở như em làm hàng trộn vân và làm xẻ nguyên một tấm dày 2 phân. Cực kìa dày các bác ạ, dày 2 phân và hàng trộn vân gỗ đẹp đỏ đều vắt, đều rực. Sâu trong lòng ngồi này là sâu 60 các bác nhá, 61. Cực kỳ là rộng, các bác ngồi rất là thoải mái. Khuôn tranh thì bên cơ sở như em làm khuôn tranh dày 4 phân. Khuôn tranh dày 4 phân và cổ chỉ làm cổ chỉ 3 tầng. Yếm toàn bộ dày là 3 phân rưỡi các bác nhá. Chân thì là chân 14. Đấy, chân 14. Cái mẫu Louis Hoàng Gia này thì rất thích hợp cho những mẫu không gian phòng khách nhà ống, nhà hiện đại và nhà mái Thái, đặc biệt hơn là nhà tân cổ điển. Kê vào bên trong phòng khách nhà mình thì nhìn rất là đẹp và quý phái các bác, đẳng cấp. Kể cả mặt so này, các bác nhìn xem này. Hàng toàn bộ là bên cơ sở như em làm là hàng chọn gỗ nhá, chọn gỗ. Đây là em mới chỉ là quay từ mộc cho các bác xem thôi nhá. Mặt so đục tỉa hai mặt và gỗ thì gỗ hương đá 100%, hàng tuyển chọn các bác nhá. Và quay trở lại mặt trước này. Đây là tổng quan của chiếc đoạn dài. Đoạn em làm dài tận 2m6 các bác, ngồi cực kỳ thoải mái. Và em xin công khai báo giá các bác là bên cơ sở như em đang bán một bộ Louis Hoàng Gia hàng VIP gỗ hương đá này. Ở bên em đang bán giá hoàn thiện là 75.800.000 các bác nhá, 75.800.000. Và đến với sản phẩm thứ hai thì em xin giới thiệu các bác luôn là chiếc bàn lớn. Bàn lớn này bên em làm theo thông số là 80 và dài là 1m60 các bạn. Mặt xẻ nguyên một tấm, làm dày là 2 phân và đục là đục khung gương. Lại vân veo siêu tuyển các bạn, vân veo hàng tuyển chọn rồi, cực kỳ đẹp, dày 2 phân. Khuôn tranh thì bên cơ sở thì em làm vén cong chạy xung quanh. Khuôn tranh làm vén cong chạy xung quanh. Bàn đôn thì em có làm kèm theo đó là hai chiếc ngăn kéo để cho các bác kéo ra cái vào cái đồ, rất là tiện lợi. Yếm toàn bộ dày 3 phân rưỡi và chân là chân 14. Đến với hai sản phẩm tiếp theo là hai chiếc ghế đơn. Hai chiếc ghế đơn này thì các bác nhìn lại gần này. Toàn bộ là hàng với cơ sở như em làm hàng chọn vân tuyển chọn các bác nhá. Chọn vân và chọn gỗ cực kỳ là đỉnh cao của sản phẩm này. Thì trương em làm cũng là trương liền khối dày 10 phân. Trương em làm trương liền khối dày 10 phân. Đục tỉa hai mặt. Hàng đục máy CNC sửa lại tay kỹ.
đục hoa là tây. Các bạn nhìn xem mẫu mới nhất này, mẫu mới nhất của nhà em nhé, cực kỳ đẹp. Vách thì toàn bộ giày 3 phân, xẻ nguyên một tấm giày 3 phân, hàng trọn vân các bạn. Mặt thì em làm giày 2 phân và tê toàn bộ tê đặc này, tê đặc nguyên một khối gỗ. Khuôn tranh thì cơ sở như em làm giày là 4 phân rồi này, cổ chỉ 3 tầng, chân 14. Đây các bác sẽ quay tổng quan này. Ghế đơn thì bên em làm với kích thước là chiều sâu là 80 và chiều ngang là 1m13, cao là 1m47 các bạn. Và các bác cùng với em đi mặt sau này. Mặt sau thì bên cơ sở như em làm trọn vân toàn bộ và trọn gỗ. Mặt sau thì đều đẹp như mặt trước. Đây là mới chỉ là quay từ mộc cho các bác xem thôi, để vân veo cực kỳ đẹp. Và đến với cái sản phẩm tiếp theo là sản phẩm thứ 5. Thì em muốn giới thiệu đến các bác là một chiếc đôn kẹp bàn. Thì em làm theo thông số 50, chiều rộng 50, rất là rộng, và chiều dài là 80. Mặt thì làm là để trơn và làm giày là 2 phân. Khuôn tranh bên cơ sở như em giày 4 phân và khuôn tranh đôn. Bàn đôn, đôn em cũng làm là một ngăn kéo này. Đấy, tổng là 3 ngăn kéo, bàn 2 cái và đôn 1 cái. Khuôn tranh giày 4 phân và yếm giày 3 phân rưỡi. Và đến với cái sản phẩm cuối cùng của bộ Hoàng Gia hàng VIP mẫu mới nhất năm 2022 này là một chiếc đôn kẹp thấp. Thì bên em làm cái thông số là 45x45 các bạn. Em đo thực tế các bác, 45x45, mặt ván giày 2 phân này, khuôn tranh giày 4 phân này. Làm vén cong rất là dẻo. Mẫu rất là mới bên nhà em, cực kỳ là mới. Mẫu này sẽ là một trong những mẫu mà rất là hot trong năm nay các bạn. Cả cái bộ sản phẩm Hoàng Gia Louis Vũ Hưng đá hàng VIP này, các bác sẽ kê chiếm diện tích cái khoảng 12m2 các bác nhá. Thì em xin công khai báo giá các bác lần nữa là một bộ sản phẩm Hoàng Gia hàng VIP mẫu mới nhất năm 2022, hàng trương liền giày 10, vách giày 3, tê đặc nguyên khối, mặt ván giày 2 và khuôn tranh giày 4. Hàng 6 món hương đá này bên em đang bán với giá là 75.800.000. Đấy, là giá hoàn thiện. Các bác mua hàng trong thời gian này sẽ tặng kèm theo là một combo khay trà trị giá 1.200.000, hỗ trợ vận chuyển mặt kính là 50 km và tặng kính bàn, kính đôn giày 1 phân. Chế độ bảo hành bên em là bảo hành cho mọi người về 15 năm về chất lượng sản phẩm các bác nhá. Thì các bác mà quan tâm sản phẩm này, hãy liên hệ qua hotline số thoại Zalo em để trên màn hình là 0886 25 000000. Còn địa chỉ nhà em thì các bác đến xem trực tiếp là cạnh cây xăng Cầu Bài, thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Mọi người có những bình luận, có ý kiến gì, các bác hãy comment ở dưới phần bình luận ý kiến giúp em nhá. Và em xin cảm ơn tất cả các bác đã bỏ thời gian để xem hết video clip về bên cơ sở nhà em. Và em xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video sau. Xin chào.